Dạ rồi, anh chào em gái nha. Dạ. À, anh xin phép xin hỏi em gái tên là gì? Dạ em tên My. Em đến từ đâu? Dạ em đến từ Kiên Giang. Từ Kiên Giang ha. Dạ. Rồi thì hôm nay em về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ thì hiện nay em có một cái sự việc, đó là chị gái là chị họ của em tên là Trương Thị Huyền, cũng là quê ở Kiên Giang, thì do hoàn cảnh khó khăn nên là đi làm ăn xa. Hồi trước là báo với gia đình là đi làm ở Đồng Nai, nhưng địa chỉ cụ thể thì em không được biết. Thì trong thời gian mấy tháng nay thì gia đình không liên lạc được với chị, và tất cả các trang mạng xã hội thì chị đều ngưng hoạt động rồi. Dạ, tài khoản Zalo thì cũng bị khóa luôn, cho nên là gia đình không có liên lạc được. Thì hôm nay em đến đây là mong sự trợ giúp của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thì có thể đăng lên các trang mạng hoặc là có cái phương pháp nào đó giúp cho gia đình. Rồi. Dạ. Tức là bản thân em là chị đúng không ạ? Dạ, là em gái, em dạ. Họ, em bà con. Dạ. Cho anh hỏi điều này ha. Dạ. Cha mẹ của bé đâu? Dạ hiện tại là cha mẹ của chị đang ở dưới quê, và cái sự việc này thì có cùng trình báo xuống công an ở dưới huyện á. Thì hiện tại chị cũng có hai đứa con nhỏ, là ba mẹ đang chăm hai đứa con nhỏ ở dưới quê á. Rồi chồng của bé này đâu? Dạ hiện tại thì chị và chồng đã ly dị cũng mấy năm rồi ạ. Tức là bản thân em hôm nay gọi là đại diện cho gia đình. Dạ, đúng không ạ? Thì em được gia đình là nhờ đến không đây. Ạ? Dạ. Để em... mà nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đó là tìm chị ha. Dạ. Còn cha mẹ của chị của em thì ở dưới quê, ở Kiên Giang. Dạ, thì hiện tại là cũng có trình báo và cũng có đi tìm. Rồi. Dạ. Ở dưới Kiên Giang thì cha mẹ của bé này đã tìm kiếm được ở những đâu rồi? Dạ, thì hôm trước đó là gia đình có báo với em là có đi lên Đồng Nai. Thì có một ông anh ở bên Đồng Nai là chị gái và anh rể, thì đi lên đó ở và nhờ tìm xung quanh. Thì cũng nhờ người ta tìm xung quanh thôi, nhưng mà tìm không có ra. Tại vì lúc trước là cũng có đi lên chơi bên Đồng Nai một lần, cho nên là đi đến chỗ cũ á, nhưng mà tìm không có gặp. Rồi cũng có đi qua bên Tây Ninh, rồi đi vòng vòng các tỉnh lân cận ở Kiên Giang, rồi đi báo công an thôi. Tức là gia đình cũng đã đi tìm kiếm khắp nơi. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà vẫn chưa có một cái tin tức. Dạ. Thông tin manh mối gì về chị họ của em. Dạ. Một lần nữa em có thể chia sẻ chi tiết cái sự việc cụ thể, từ khi nào mà gia đình nhà mình nhận được, biết được cái thông tin rằng không liên lạc được với chị gái? Dạ thì cụ thể nhất đó là một tháng trước là có nhận được một cuộc điện thoại gọi về từ chị gái, nhưng gọi rất là gấp. Chị chỉ nói chuyện không cho gia đình trả lời gì hết. Chị chỉ thông báo là chị hiện tại đang đi làm ở Hải Phòng. Đi làm ở Hải Phòng. Và chị đang an toàn, một tuần nữa chị sẽ về. Và thời gian sau đó thì gia đình cũng đợi một tuần nữa chị về, nhưng mà đến nay là một tháng rồi không liên lạc được nữa. Trước cái thời điểm mà cuộc gọi đấy thì như thế nào? Trước thời điểm cuộc gọi đó thì chị lúc là lúc Tết. Lúc Tết thì chị cũng có báo là chị Tết chị sẽ về, nhưng Tết chị không về. Thì chị em trong gia đình có nhắn tin cho chị hỏi thăm. Nhắn tin cho chị hỏi thăm thì lúc đó trên mạng xã hội chị vẫn còn hoạt động, nhưng mà chị không có trả lời. Thì gia đình nghĩ là vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà do chị bận hay gì đó chị không trả lời. Tức là tất cả mọi cuộc liên lạc từ gia đình tới cái chị gái này là đều không có một cái phản hồi gì. Dạ, không có phản hồi. Chỉ có mình nhắn đi và mình thấy hoạt động thôi đúng không? Dạ, cũng có gọi. Xong rồi một thời gian sau thì gia đình cũng lo lắng, cho nên là có liên hệ với bạn bè của chị, được biết qua chị giới thiệu. Thì có liên hệ là nhờ sự trợ giúp của mọi người, nếu mà liên lạc được với chị Huyền thì xin chị Huyền gọi về cho gia đình, tại gia đình đang tìm. Thì khoảng 2-3 ngày sau đó khi liên lạc với người bạn đó thì chị có gọi về một lần, là em vừa kể đó, là tầm 1 phút thôi. Thì chị gọi về. Cái giọng nói có hốt hoảng không? Giọng nói là không có giống như bình thường, mà hơi lo lắng. Hốt hoảng. Ví dụ như con của chị cũng không hỏi thăm như bình thường. Chị cũng quan tâm tới con, cũng hay gọi về cho gia đình. Nhưng mà chị gọi về, chị chỉ thông báo là chị đang đi làm và chị an toàn, một tuần nữa chị về. Rồi chị tắt máy luôn. Đó là một cuộc hỏi có dấu hiệu rất nhiều điều bất ngờ và dấu hiệu rất là lạ đúng không? Cho nên là từ đó là gia đình đã đi tìm rồi. Từ cái thời điểm nào mà bắt đầu là chị gái mới liên lạc về là cái thời điểm cách đây một tháng. Còn trước đó là bao lâu là không liên lạc về nhà? Trước đó bao lâu thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà từ giai đoạn sau Tết à, sau Tết âm lịch mình. Sau Tết ha. Dạ. Và rồi từ cái một tháng trở về đây. Dạ. Tới thời điểm hiện tại là gia đình mình không liên lạc được. Dạ, không liên lạc được, cho nên là đi tìm kiếm. Liên lạc thì như thế nào, thuê bao hay là chặn ạ? Dạ, thuê bao ạ. Còn Zalo là tài khoản bị xóa rồi. Còn Facebook thì không có thấy đăng hình ảnh hay gì, nhắn tin cũng không có trả lời. Dạ. Không có một thông tin manh mối gì. Dạ đúng rồi, cho nên là cũng không biết, gia đình cũng không biết là bắt đầu như thế nào. Như chị gái của em bình thường làm công việc gì?
và làm ở trong, chị qua lời nói của chị với gia đình đó là chị làm ở trong xưởng gỗ ở bên Đồng Nai. Thường thường trước đây có hay gửi tiền về nhà không? Dạ có. Một đi tháng làm, gửi bao nhiêu? Thì một tháng gửi tầm vài triệu để cho em bé uống sữa, 2 đến 3 triệu gì đó. Thì cái đó thì em cũng không được rõ lắm, nhưng mà không phải là cố định. Nếu mà tháng nào chị có thu nhập cao, tăng ca nhiều quá thì chị gửi 5 7 triệu gì đó. Tháng nào mà ít tiền thì chị gửi tầm 1 2 triệu cho em là bé. Là đều đều hàng tháng vẫn gửi đúng không ạ? Dạ. Từ bao rồi. Lâu rồi thì chị gái không gửi tiền về để cho con uống sữa? Là từ trước Tết. Trước Tết gia đình vẫn liên lạc được, nhưng lúc đó chị không có gửi tiền về nữa. Không có đồng bạc nào, và Tết cũng không về nhà thăm con, Tết thăm cha mẹ. Tết cũng không về, dạ đúng rồi. Và cho tới thời điểm hiện tại thì bản thân em cũng như là gia đình rất là hoang mang và lo lắng. Dạ. Theo như bản thân em thì em đang nghi ngờ điều gì ở đây? Sợ điều gì nhất? Sợ là chị đi ra đường rồi cũng không có một thân một mình, thì cũng không có nơi nương tựa. Thì sợ bị lừa gạt hoặc là nghe lời ngon tiếng ngọt của ai đó. Tại vì một mình nhiều khi cũng không biết là như thế nào. Thì gia đình đang lo lắng cái vấn đề duy nhất á, là bị người khác lừa gạt rồi lừa đi đâu đó, hoặc là bị có thể là bán qua nước ngoài. Nhưng mà em thì em không nghĩ bán qua nước ngoài. Gia đình thì có nghi ngờ là bị bán qua nước ngoài, nhưng theo em thì tại vì tháng trước chị gọi về bằng số điện thoại của Việt Nam. Dạ. Và chị gọi về bình thường thì em không nghĩ đó là số điện thoại ở bên nước ngoài. Em không nghĩ là bị bán ở nước ngoài. Cũng có thể là chị đang ở Việt Nam, nhưng mà chị đang trong cái vòng kiểm soát của đúng ai không đó. Khống chế. Dạ, bị khống chế trong cái vòng kiểm soát của ai đó. Bản thân em có lo nghĩ rằng chị họ của em hiện tại đang làm những công việc không lành mạnh không? Theo dạ. Như bản thân em suy nghĩ. Dạ, cũng có thể là có. Cái điều đó là rất cao. Dạ. Rất là cao, bởi vì trong cái câu chuyện này và cái cuộc gọi điện thoại hốt hoảng trong vòng chưa được một phút đúng không? Dạ, đúng rồi. Và nói về với một cái giọng điệu lo âu. Thì bản thân anh, đó là bản thân anh thôi nha. Dạ. Anh suy nghĩ rằng là có lẽ khả năng rất là cao là chị của em đang bị kiểm soát và khống chế làm những công việc không lành mạnh. Dạ. Còn cái địa chỉ ở đâu thì chưa chính xác. Nghe chị nói là ở Hải Phòng thôi đúng không ạ? Chị gọi về chị nói là hiện tại chị đang làm việc ở Hải Phòng và một tuần nữa chị về, gia đình cứ yên tâm. Chị nói nhiêu đó thôi. Trước giờ em thì thường thường có hay liên lạc với chị em không? Dạ, hồi trước thì em hay nhắn tin. Dạ. Rồi những cái cuộc trò chuyện đó chị em có thân mật không? Dạ thân, tại vì chị em từ nhỏ là đã thân rồi. Có bao giờ mà chị chia sẻ cái khó khăn hoặc buồn bã điều gì không? Dạ không à, thì trước đó có một thời gian đó là chị với chồng chia tay, thì chị nói là đơn giản là chị với anh chia tay rồi thôi, chứ không chia sẻ nhiều. Tại vì lớn rồi, một người một công việc á, tụi em cũng ít gặp mặt nhau. Với lại xa mặt cách lòng ha. Với lại chia sẻ thì chị cũng không có chia sẻ sâu về cái vấn đề cá nhân của chị. Chị chỉ nói về công việc, cuộc sống bình thường, nói vui thôi ạ. Không than phiền điều gì à? Không bao giờ nói là chị buồn hay chị đang gặp khó khăn, khúc mắc gì hả? Dạ em thì em chưa có nghe. Tức là chưa bao giờ chị than phiền điều đấy với em đúng không? Dạ. Thật sự đây là một câu chuyện rất là làm tiếc. Bởi vì bản thân chị họ của em bây giờ chưa biết ở đâu làm gì. Bịt vô âm tín cái thời gian vừa qua. Và điều mà đáng bất ngờ ở đây là cuộc gọi. Sợ rằng là chị em đang làm ở những nơi thật sự không lành mạnh. Đó là cái điều rất là cao. Bản thân em có suy nghĩ như vậy không? Dạ có, cho nên là em mới nhờ đến đội hiệp sĩ để trợ giúp. Tâm nguyện của em hôm nay là về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là tìm chị. Đúng không ạ? Thì em có điều gì tâm sự lòng của em gửi gắm tới người chị của em không? Dạ. Thì nếu như mà may mắn chị hoặc bạn bè của chị có thể xem được cái đoạn clip này, thì em mong là chị sẽ có một cách nào đó để liên lạc về với gia đình. Tại vì cái điều mà em hiện tại đang lo lắng nhất là hai đứa con của chị. Em rất là thương cháu, cho nên là em đến đây để đại diện gia đình và cho bản thân em luôn. Nếu mà chị thấy được thì rất là mong sự phản hồi của chị. Và em cũng mong là đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ có cái biện pháp hoặc là có cái gọi là cái cách nào đó để có thể giúp cho chị được trở về sớm với gia đình, thì em rất là mang ơn. Thật sự đó là điều mà trong lòng em suy nghĩ hiện tại. Nếu bản thân chị của em đang làm những công việc ở bên ngoài mà đang gặp một cái nguy hiểm hoặc khống chế gì đó, thì hãy dùng mọi cách để mà liên lạc về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ có cách và sẽ có cái hướng để giúp cho chị của em quay trở về nhà một cách an toàn nhất có thể. Dạ. Em còn điều nào muốn chia sẻ nữa không? Dạ, thì hôm nay em đến đây là rất là mang ơn đội hiệp sĩ. Cho dù là không biết
có một cái phần trăm cơ hội nào hay không. Em có hy vọng lớn không? Dạ có ạ. Em rất là hy vọng, tại vì em cũng từng theo dõi đội hiệp sĩ của mình và cũng rất là ngưỡng mộ các anh. Cho nên hôm nay đến đây em cũng rất là được đến đây và được ngồi ở đây cùng với mọi người thì em cũng hy vọng rất là cao. Và em cũng tin chắc chắn là chị em cũng là một người tốt, thì chắc chắn là điều may mắn sẽ đến với chị và gia đình luôn mong chị trở về. Và còn hai đứa con của chị đang chờ chị trở về. Dạ. Cái điều mà đáng buồn nhất đó là hai đứa con thơ. Dạ đúng rồi. Vẫn ngày ngày hy vọng tin mẹ, muốn nghe giọng nói của mẹ. Bởi vì hai mẹ con cũng đã xa nhau. Ba mẹ con chứ đúng không? Ba mẹ con. Ba mẹ con cũng đã xa nhau rồi, chưa được gặp. Lâu mà đặc biệt rồi. Tết vừa rồi cũng đâu có thấy mẹ về đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Các con thơ thì luôn mong chờ, mong chờ cái hơi ấm, cái tình thương, được gặp mẹ, được ôm mẹ. Bởi vì các bé rất là tội, các bé đã thiếu đi cái tình thương của người cha rồi. Mà giờ này thì mẹ cũng không liên lạc được. Đó là một điều vô cùng buồn. Một lần nữa em đọc to và lớn họ và tên của chị em lên. Dạ, chị là Trương Thị Quyền, sinh năm 1997, quê ở Kiên Giang ạ. À. Nếu quý cô chú anh chị nào có thấy bé Huyền như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để giúp cho bé Huyền sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với cha mẹ, với gia đình và đặc biệt là đoàn tụ cùng với lại hai người con thơ. Thì em rất mong rằng quý cô chú anh chị đang xem video này hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Thanh Hải, chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho em nó sớm quay trở về nhà để mà đoàn tụ. Em cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng đã luôn đồng hành với đội hiệp sĩ Thanh Hải rất là nhiều. Em không biết nói gì hơn thì chỉ biết nói là chân thành cảm ơn. Thì vụ việc của em khi mà tới đây nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải thì đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội, cũng như là lên đường đi tìm và kết nối nhiều các anh em hiệp sĩ ở mọi tỉnh thành khác để mà có một cái kết quả tốt nhất, thông tin manh mối về chị họ của em sớm nhất có thể. Thì toàn bộ câu chuyện em vừa chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Dạ em đảm bảo là đúng với sự thật 100% trước công chúng ạ. Nếu có gì sai trái? Nếu có gì sai trái em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trước pháp luật? Trước pháp luật. Em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ có ạ. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ, em có đồng ý không? Dạ có. Rồi cảm ơn câu chuyện của em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Câu chuyện của em cũng như bao câu chuyện khác khi mà về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đều mang những nỗi buồn, những tâm sự và thật sự là nhiều điều đáng tiếc. Thì thôi thì anh không biết nói gì hơn, thì chúc cho em cũng như gia đình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận được tin vui, đó là chị của em sẽ quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình, đoàn tụ cùng với các con, đoàn tụ cùng với cha mẹ một ngày sớm nhất, gần nhất. Dạ. Rồi anh chào em nha. Dạ em chào anh.